Chào mừng các bạn đến với trận đấu mà tôi chắc chắn các bạn đã mong chờ từ lâu. Giờ thì chúng ta hãy hướng về sân bóng thôi, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, sẽ thật khó để có thể dự đoán tỷ số của trận đấu. Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa hai đội Arsenal và Manchester United. Có thể nói trận đấu ngày hôm nay diễn ra với điều kiện thời tiết là không tốt. Và đúng là như vậy, một cơn mưa lớn như thế này sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Gì đây? Đường truyền rất cầu thả, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Rất nguy hiểm. Piana, Demel phải chuyền bóng thiếu cảm giác. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn, khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Không được. Rất là đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Demel. Đường chuyền chuẩn xác. Piane. Đường chọc khe. Không được. Cơ hội tấn công. Giữ bóng rất tốt. Không khí trên các sân đài đang rất nóng nhiệt. Phối hợp khá đơn giản. Anh sẽ làm gì đây? Không được. Ronaldo nổi tiếng từ khi còn khoác áo MU với những pha đảo chân kỹ thuật và tốc độ. Xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Tỷ số được mở cho Manchester United. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế.
Tỷ số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Cơ hội! Không được. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Tình huống chơi bóng vào trong. Bóng đã được phát ra. Chơi bóng vào trong. Cú dứt điểm không thật sự tốt. Có lẽ tâm lý đang khiến cầu thủ này đánh mất đi sự tinh tế của mình. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào. Demel. Phản phá rất quyết liệt. Pha phản công. Chuyền bóng không tốt. Tiene. Để mất bóng rồi. Phản công rất tốt. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế tuyệt vị. Đường chuyền đã dễ dàng bị chặn lại. Rất bình tĩnh. Chuyền bóng tốt. Rất hay. Cơ hội tấn công. Đường chọc khe. Demel. Một đường chuyền bóng dài. Ronaldo hiện đang là linh hồn của câu lạc bộ. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa hai đội Arsenal và Manchester United.
chuyền vào trong. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Phối hợp khá đơn giản. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Chuyền bóng tốt. Một đường chuyền dài. Pha phản công. Một pha phạm lỗi. Phạm lỗi. Nguy hiểm. Không vào. Bóng đã trúng cột dọc. Phòng thủ rất tốt. Một đường chuyền bóng dài. Và phối hợp không thành công. Một đường chuyền dài. Không được rồi. Cristiano Ronaldo. Đã có một pha phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Và đây là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Manchester United. Dứt điểm. Demel. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những pha bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Pha xử lý rất cầu thả. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Dứt điểm đi. Không được, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Demel. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1.
hoặc phải bách phong cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Cần phải phối hợp với đồng đội. Một quả ném biên. Tiene. Karagunic. Rất bình tĩnh. Không được. Lấy bóng rất đơn giản. Tiene. Demel. Piena. Giữ bóng rất tốt. Piena. Demel. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.